Vi chào mừng quý vị đang đến với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016. Trong phần đầu của bản tin, xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Vinatax chính thức ra văn bản xin lỗi về kết quả khảo sát nước mắm. CPI tháng 11 tăng 0,48%. Diện tích rừng tại Việt Nam đang giảm đi do khai thác nhiều hơn trồng lại. Thưa quý vị, sau sự cố về việc công bố thông tin sai khảo sát về nước mắm xảy ra mới đây, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatax đã gửi văn bản xin lỗi tới người tiêu dùng, các nhà sản xuất kinh doanh nước mắm và các cơ quan quản lý về sự vội vàng và thiếu sót của Hội. Việc đánh đồng danh từ arsen với thạch tín đã gây nhiều hiểu lầm về nước mắm trong thời gian qua, khiến cho nhiều nhãn hàng nước mắm truyền thống gặp khó khăn trong việc tiêu thụ trên thị trường. Sau nhiều ý kiến từ các nhà khoa học và nhiều chuyên gia khác nhau, bản khảo sát của Vinastat đã trở thành một sự cố. Mới đây, họ đã gửi văn bản cáo lỗi về thông tin kết quả khảo sát nước mắm là không chính xác, gây hoang mang cho người tiêu dùng và lo lắng cho các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống tại Việt Nam, đồng thời cũng khiến cho dư luận phẫn nộ về các kết quả không đúng này. Trong văn bản đã gửi, Vinastat thừa nhận đã thông tin về kết quả khảo sát chưa thận trọng, rõ ràng và đồng nhất khái niệm về các từ ngữ. Thay mặt cho nhóm khảo sát, Vinastat gửi đến người tiêu dùng, các nhà sản xuất kinh doanh nước mắm và các cơ quan quản lý lời xin lỗi về sự cố đã xảy ra. Đồng thời họ cũng cho biết sẽ kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, kiện toàn tổ chức, quy chế làm việc để không xảy ra sai sót tương tự. Trong tháng 11 năm 2016, chỉ số CPI đã có mức tăng gần 0,5% so với tháng trước. Qua đó cho thấy nền kinh tế đang có mức tăng trưởng ổn định dù là đang vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh hơn so với những tháng trước. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 đã đạt mức tăng 0,48% so với tháng 10, đồng thời tăng 4,52% so với cùng kỳ và tăng 4,5% so với tháng 12 năm 2015. Như vậy, CPI bình quân 11 tháng của năm so với cùng kỳ chỉ tăng 2,47%. Báo cáo cũng cho thấy, 9 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có mức tăng giá, trong đó nhóm giao thông tăng giá cao nhất là 1,63% và đồ uống thuốc lá tăng thấp nhất 0,05%. Bên cạnh đó, giá tại nhóm giáo dục không thay đổi so với tháng trước, song nhóm bưu chính viễn thông lại giảm 0,02%. Ngoài ra, một trong các nguyên nhân chính làm tăng CPI trong tháng qua là do giá xăng dầu tăng bình quân tháng 11 là 3,69% và góp phần làm CPI tăng khoảng 0,15%. Với giá xăng dầu tăng, dẫn đến các giá dịch vụ giao thông vận tải tăng mạnh, kéo theo giá của các mặt hàng cũng có sự chuyển biến. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, với mức tăng trưởng không quá lớn dù có những biến động ở thế giới, đã cho thấy chính sách tiền tệ trong nước vẫn đang được điều hành ổn định, giúp ổn định kinh tế vĩ mô. Thưa quý vị, tính đến cuối tháng 11, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt trên 200.000 ha, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lượng rừng khai thác lại tăng lên, qua đó khiến cho diện tích rừng tại Việt Nam đang thu hẹp lại, dẫn đến nhiều nguy cơ về môi trường trong tương lai. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối tháng 11 năm 2016, diện tích rừng đang có chiều hướng thu hẹp lại do số lượng khai thác tăng lên, trong khi đó số lượng cây rừng được trồng mới lại không đáp ứng đủ, thậm chí là có chiều hướng giảm so với năm ngoái. Cụ thể, số lượng rừng bị khai thác tính đến thời điểm này đạt 8,5 triệu mét khối, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, những con số về cháy rừng, rừng bị phá hủy cũng có mức tăng đáng kể, với con số gần 3.400 hectare, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Còn đối với diện tích rừng bị phá là hơn 1.100 hectare, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượng rừng được trồng mới lại giảm đi. Rừng phòng hộ đặc dụng được trồng đạt 14.300 hectare, giảm 34,7%. Còn rừng sản xuất được trồng lại đạt 186.300 hectare, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những con số đáng báo động đối với môi trường tại Việt Nam, đồng thời cũng khiến cho các hiện tượng thiên tai như bão, lũ lụt có cơ hội tàn phá mạnh hơn khi thiếu đi những cánh rừng bảo vệ. Thưa quý vị, trong chuyên mục con số mỗi ngày kỳ này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 17.000 tỷ đồng. Đây là số tiền để xây đoạn đường trên cao ở thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ nút giao quốc lộ 1 xa lộ Hà Nội đến Tân Tạo, chợ Đệm thuộc quận Bình Tân, dài 30,4 km đi xuyên từ đông đến phía tây thành phố. Với tên gọi là đường số 5, trong cuộc họp mới đây với Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, liên doanh các nhà đầu tư đã nghe ý kiến của các sở ngành về quy mô đề xuất dự án này, trong đó tuyến đường được xây dựng thêm nhằm tránh di chuyển vào nội đô thành phố Hồ Chí Minh, phương thức đầu tư và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố lựa chọn đề xuất tốt nhất để phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. Dự án có thiết kế làn đường rộng 17,5 m, đoạn đường trên cao này sẽ có 4 làn xe dành cho ô tô, tốc độ cho phép là 80 km/h. Công trình dự kiến sẽ được đầu tư theo hình thức BOT.
Trong đó thi công giai đoạn 1 vào thời điểm từ năm 2017 cho đến năm 2019 và giai đoạn 2 là năm 2020 cho đến năm 2022. Thời gian hoàn vốn thu phí khoảng 25 năm, bắt đầu từ năm 2020. Vừa rồi là những tin tức trong nước nổi bật. Còn bây giờ Minh Vi xin mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý tại thị trường châu Á. Trung Quốc khẳng định tỷ giá đồng nhân dân tệ vẫn đang ổn định bất chấp đợt hạ giá. Thời tiết đang khiến các ngư dân Thái Lan gặp khó khăn.